Tâm mới bắt được một con cọp nha anh chị. Sao Tâm chỉ sử dụng từ cọp là để Tâm phân tích cho anh chị mình nghe luôn ha. Một cái xe Nova đời 2014 mà gia chủ họ mua mà họ không có đi, chạy có 60.000 cây số anh chị ơi. 60.000 cây số, nếu như anh chị lên coi xe đúng thì chốt, còn không đúng thì coi như là cho Tâm phụ tiền xăng. Bởi vì con xe này bây giờ là đếm trên đầu ngón tay, không có luôn, thật sự là không có xe luôn. 60.000 cây số, cản còn rin luôn, chưa tốt luôn anh chị. Đây, cản này chưa tốt luôn. Sơn rin là 95-97%, cản sao chưa tốt luôn. À, mấy cản nè. 67.000 cây số nó mới, trời ơi nó mới. Tí nữa Tâm cho mình nhà mình coi. Nước sơn rin là khoảng trên 95%. Cản sao chưa tốt luôn. Mấy cản mấy đầu còn hết. Mình thùng thì thôi, hết bài. Qua lăng với cũ số nó y như là đồ mới vậy đó. Xe này thì sản xuất cuối năm 2014 nha anh chị. Tháng 12/2014. Mình thùng của nó trời nó mới. Sơn rin là 95-97% nha anh chị. Cản đầu chưa tốt luôn. Chỉ tốt có cản trước thôi, không biết cản trước tốt chưa. Trước tốt rồi. Tốt lại rồi. Còn cản sau là chưa, mình thùng là chưa có tốt một miếng nào hết. Sơn rin là 97% nha anh chị. Không có gắn đồ chơi gì hết à. Ghế nỉ mà còn mới căng luôn. Đèn đốt rồi. Quá mới anh chị ơi. Xe này Tâm bán 440 nha. Nếu như mà anh chị nào đi tìm xe cọp á thì liên hệ bên Tâm. Còn nếu như mà đem so sánh giá thị trường á thì không mua được xe này nha anh chị. Không mua được xe này. Bởi vì có thể tiền mình kiếm được nhưng mà con xe đẹp như vậy là kiếm không ra. Làm nghề là cũng lâu rồi, mấy năm rồi nhưng mà chưa có bao giờ mua được con xe mà nó mới vậy hết. Innova mà nó chạy có 60.000 cây số anh chị ơi. 60.000 cây số cho con Innova đời 2014 số sàn. Bản E đủ. Quá mới. 440 nha anh chị. Bán đam mê thôi chứ thật ra những cái loại này nè. Mua không có rẻ mà giờ nó mới quá rồi, chịu không nổi mua luôn. Nhưng mà giờ cứ để đây từ từ bán, nếu thật sự bà con đi tìm xe cọp là đây là con xe để phục vụ cho bà con nhà mình. Rất là cọp luôn. 60.000 cây số thì bà con cũng biết là cái xe nó như thế nào. Nước sơn rin là 97% luôn. Nhìn cái phím bấm nè. 440 triệu nha anh chị. Thì Tâm phân tích nha, xe bình thường bây giờ nó cũng đã 415-420 rồi. Còn đây là con xe nó hiếm, quá hiếm luôn. Có thể là có tiền nhưng mà sau này đi kiếm không có. Sản xuất 2014 bản E. Bản lời. Khác gì xe mới đâu anh chị ơi. Quá mới rồi. Cái ghế của nó nè, y như bộ ghế mới vậy. Trời ơi nó mới. Quá đẹp luôn. Không thể có con xe đẹp hơn vậy được nữa. Có phải là tiền có nhiều không kiếm được, nhưng mà kiếm con xe về là không có nha chị. 60.000 cái số, 440 triệu. Anh chị nhìn cái cục cần số nè, đúng không, găng nè, khóa mod còn hai cái đủ nha. Đầu đĩa còn nguyên, không có thay gì hết nè. Cọp lắm. Vô lăng anh chị nè. Bèo quá cọp luôn. Anh chị thấy có con xe nào mà cỡ này không?
nó mới sơn zin còn 90% á, đèn đốt đó. Này mình nhìn mấy ngóc này mình cũng biết nữa nè. Anh chị thấy ghê không? Thôi rồi. Mới gì mà nó mới. Quá mới rồi. Đây nha chị. Mới khủng khiếp luôn, cái máy nữa. Xe chạy có 60 ngàn anh chị ơi. Được gia chủ họ để lâu quá đó, cái họ sợ nó nứt á, nứt vỏ đó, cái họ mới thay 4 cái vỏ mới 99% luôn, mới thay 4 cái vỏ mới 99% luôn, nên xe này giờ khỏe lo rồi, về không phải làm gì nữa hết á. Xe này thì riêng Tâm đánh giá là riêng con xe này về anh chị mình chỉ chạy mê thôi chứ không phải làm gì hết, quá mê đã lắm. Còn cái máy này mới khủng luôn, để anh chị coi này. Cục ABS này, thấy có cái Nova nào mà cục ABS mà mới vậy không chị? Cục bình này. Xe chạy có 6 mấy ngàn à, thấp cabo chưa ra nha. Cái này bên Tâm bán là 440 nha chị. 440 triệu hỗ trợ đúng không cơ nhà mình nha. Chung dầu, tuy nhiên cái chung dầu mới để vô vậy. 440 nha chị. Cái này cho Tâm dùng từ nhất khu vực đi. Nhất miền Nam. Tại vì theo như cái sự mà hiểu biết hạn nghiệp của mình đó thì lần đầu tiên Tâm mới mua được cái xe nó mới vậy. Còn nhiều khi có anh em nào có xe mới hơn nữa thì Tâm không biết, không thấy. Còn Tâm thấy là nào giờ là Tâm đây là con xe mới nhất khi mà làm xe tới giờ, quá mới. Đã mới mà nó đẹp nữa. Gia chủ quá kỹ. Sử dụng cái xe gì đâu mà nó mới mà đẹp. Cơ đô thì chạy đúng có 60 ngàn, hơn 60 ngàn tí xíu. Còn cái xe mới lắp lại không thể chơi vào đâu được luôn. Tâm chỉ chốt cho bà con mình một cái thôi là cái xe quá mới. Đây bà con nha, bản mời rồi, mọi thứ hầu như là nó mới bảy màu luôn. Chốt nhanh cho quý cô chú anh chị mình là 440 triệu ha.
đó, anh chị mình mà có nhu cầu về cái xe này thì liên hệ Tâm, con xe mới lắm, không thể chơi vào đâu được, có thể có tiền nhưng mà kêu Tâm kiếm cái xe gì thứ hai là không có rồi đó. Đó thì anh chị cứ lên coi xe thực tế trực tiếp tại salon thì sẽ rõ coi Tâm nói có đúng hay không nha. Một con xe mà chạy 60.000 năm 2014 tới bây giờ thì anh chị nghĩ coi nó đẹp cỡ nào. Sơn rin mà cái cản này nó không tốt mà nó không có trầy luôn, cản rin nè, sơn rin 90 mấy% mà đi cái xe gìn giữ nên lên cái xe nó đẹp mà nó mới, nó thơm phức, chạy đã lắm anh chị ơi. Tiền nào của đó nha. Nghe Tâm nói cái giá thì có vẻ là hơi ngại miệng nhưng mà không có ngại đâu, lên thấy cái xe là thấy nó đúng với cái chất lượng của cái giá trị luôn và giá tiền luôn, bởi vì xe bình thường bây giờ cũng đã 400-401 rồi. Có cái ngặt nổi nhất là bây giờ bên Tâm bán xe đẹp nên giá nó cũng không có rẻ, bởi vì nếu rẻ thì chỉ một là bị lỗi, bị đâm, bị đụng, hai là bị đã làm máy, ba nữa là xe dịch vụ taxi nó mới rẻ thôi. Xe bên Tâm xe lửa, xe cọp cọp không à, nên không có giá rẻ, anh chị cô chú thông cảm nha. Và đây là một con xe mà đẹp, đẹp nhất luôn, từ nào giờ mới thấy. Cô chú anh chị mà lên xem cái xe này thực tế là sẽ ưng liền cái bụng luôn, không thể chê vào đâu được, quá mới, quá đẹp, quá xuất sắc cho con Innova 2014, số sàn bản E 2.0, bản đủ nha anh chị. Giá thành là 440 triệu, cọp nhất Việt Nam nha. Cho Tâm dùng từ đó đi, còn nếu mà không đúng thì cũng không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà Tâm muốn dùng cái từ để diễn tả là cái xe này không có thể đụng hàng được, quá mới. Chốt đơn là 440 triệu, liên hệ Tâm 0917 215 512 nha. Trụ sở chính là gần Ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, hoặc là Google là đại lý ô tô Duy Tâm nha. Trụ sở cơ sở 2 là gần ngã ba Cổng Xanh, Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương, liên hệ Tâm để được sở hữu một số xe hiện có tại salon. Tâm xin kết thúc video và chào bà con, xin hẹn gặp lại nha.